Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cường Lã Toyota. Thì ngày hôm nay đã là mùng 8 rồi. Thì người ta nói là còn mùng là còn Tết đúng không ạ? Nhưng mà thực sự bên em đã đi làm từ ngày mùng 7 đến ngày hôm qua rồi nha quý vị. Thì đây là clip đầu tiên trong năm 2022 em quay giới thiệu về xe. Thì em cũng xin phép là kính chúc sức khỏe, kính chúc tất cả quý khách hàng của em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhá. Rồi, thì phía sau lưng em đây là quý vị thấy này, đầu xuân bên em trưng bày một dàn một xe màu đỏ. Nhưng chỉ có một chiếc là xe qua sử dụng. Và bên em hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến chiếc mẫu xe Innova Venturer màu đỏ rất là rực rỡ ở đây nha quý vị, để cho đầu xuân năm mới thêm tươi mới nha. Rồi thì mời quý vị bạn cùng em vô phần giới thiệu chi tiết mẫu xe Innova Venturer màu đỏ 2019 này nha quý vị. Rồi trước khi giới thiệu về mẫu xe Innova Venturer qua sử dụng này thì em xin chia sẻ một chút về dòng xe Innova Venturer ha. Thì đối với dòng xe Innova Venturer thì là được Toyota bổ sung vào trong bộ sưu tập Innova vào hồi 2018. Thì dòng xe Innova Venturer xác định ở phân khúc là giữa phân khúc G và phân khúc V nha quý vị. Và đối tượng khách hàng mà Toyota muốn nhắm tới trong dòng Innova Venturer này đó là đối tượng gia đình hoặc là công ty nha. Đó. Và tầm giá của nó nếu mà lăn bánh ở cái thời điểm mới ra mắt thì nó cũng khoảng cái tầm đâu đó khoảng gần 1 tỷ nha, khoảng hơn 900 một xíu. Thì cái điểm nổi bật trên đối với dòng xe Innova Venturer đó là chính là về phần ngoại thất. Thứ nhất là về màu sắc của nó thì Innova Venturer sẽ có 3 màu. Đó là màu trắng ngọc trai, màu đỏ và màu đen nha quý vị. Và ngoài ra nữa thì bộ body kit có một điểm rất là đáng chú ý này. Đây như quý vị thấy này, phần body kit sẽ là toàn bộ xung quanh xe luôn. Đây phần đầu xe. Đó là những phần màu đen ở phía dưới đây. Đó. Màu đen và phần mạ chrome nha. Cùng cái phần mặt ca lăng của nó sẽ được sơn bóng. Đó là những cái điểm rất là nổi bật. Thì đối với màu đỏ, màu trắng thì những cái phần mà màu đen, phần body kit thì cực kỳ nổi bật luôn. Thì đối với màu đen thì cái phần mạ chrome nó sẽ được bật tông lên hơn nha. Đó. Thì ngoài ra nữa thì đối với dòng Innova Venturer thì cái bộ mâm của nó nha thưa quý vị. Đây quý vị thấy là mâm cũng được sơn đen luôn nha quý vị. Đây mâm sơn đen này. Và cái xe này thực sự là đời 2019 nhưng mà cái xe này về bên em mà đã làm gói maru lên, cái chất xe của hoàn toàn gần như là một cái xe mới luôn, rất là đẹp thưa quý vị. Đây quý vị thấy này, em sẽ quay những góc từ xa quý vị có thể đánh giá sơ bộ về con Innova Venturer này luôn. Đó. Rất là đẹp đúng không quý vị? Cực kỳ đỏ tươi như một cái bao lì xì ngày xuân luôn. Đó quý vị các bạn mà mua xe này về sở hữu thì quá tuyệt vời luôn. Option xe này rất là nhiều nha quý vị. Quý vị phải theo dõi cái clip này để biết được những cái option của xe này như ra sao nhá. Đó đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đó mà giá chỉ có 710 triệu thôi chứ quý vị. Innova Venturer 2019. Lắp ráp trong nước, động cơ 2.0, xe chạy được khoảng 61.000 km, mang biển số thành phố. Cá nhân một chủ từ đầu nha quý vị. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi em sẽ đi qua một vòng này. Đây thưa quý vị, phần đuôi xe. Đó, phần đuôi xe có một điểm nhấn rất là đặc biệt. Có chữ Innova Venturer này. Camera xe. Rất là đầy đủ tính năng ha. Hai cảm biến sau. Bộ body kit phía sau này. Đó, rồi. Xe là một xe đã được mua trực tiếp tại Toyota thân cảm bên em luôn nha. Đó là một vòng xung quanh xe. Thì bây giờ là em Cường sẽ cùng mời quý vị bạn vào phần đánh giá chi tiết nha. Chúng ta sẽ soi thật kỹ em này. Xem 2019 đến bây giờ cũng là qua 2 năm và chạy qua được 61.000 km thì sẽ có những điểm gì đáng chú ý nhá. Đây. Chúng ta sẽ nhìn đầu tiên về phần cửa xe này. Phần cánh cửa. Rất là đẹp nha quý vị. Đây này, phần những cái điểm đặc biệt trên cái bản Innova Venturer là phần cốp là tay mạ, gọi là mạ giống như mạ đồng, như vậy nhìn rất là đẹp, rất là sáng. Và phần nội thất thì xe được trang bị bộ ghế da này, ghế da cao cấp màu đen, nhìn rất là mới nha, rất là đẹp luôn. Xe phía dưới cũng có trải sàn Simili rồi này, trang bị đầu DVD, điều hòa tự động, hai chế độ lái. Rồi phía sau đây thưa quý vị, hàng ghế sau này. Hàng ghế sau thì xe Innova Venturer thì nó tương tự như bản G và bản V. Xin lỗi, tương tự như bản G chứ không phải giống bản V. Bản V thì nó sẽ là hai chỗ hai ghế, đây phía này là hai ghế sẽ riêng biệt, nhưng mà bản sẽ tương tự bản G, nó sẽ
là băng ghế 3 người ngồi nha. Dạ vâng, cũng có sẽ có phần để đồ, có thể để thức ăn nhẹ hoặc là để nước uống ở đây ha, rất là thuận tiện. Đó, và phần cánh cửa này thì khi coi xe cũ chúng ta cũng phải coi rất là kỹ phần cánh cửa để kiểm tra về những cái keo chỉ nó còn nguyên zin hay không, có đảm bảo chất lượng hay không nhá. Đó. Rồi em sẽ quay phần cốp sau này. Đây thưa quý vị. Đó, cốp sau, phần ốc kết nối giữa phần thân xe và cốp sau còn nguyên zin nhá. À, do buổi sáng thì em quay do khi mà lúc vừa giới thiệu xe thì bị lỗi một xíu nên em quay lại buổi chiều thì vừa mưa xong nên có những giọt nước đây nha quý vị thông cảm giúp em ha. Đó, sau quay kỹ hơn phần sùng chỉ này, keo chỉ của nó này. Cốp nguyên zin nha quý vị, chưa hề bị lỗi một phần keo chỉ nhỏ nào hết luôn á. Rồi chúng ta sẽ cùng xem phần gầm xe này. Đây. Bánh xe cua. Gầm xe bên em vệ sinh và sơn lại rất là đẹp luôn. Thì bạn hoàn toàn thấy yên tâm nha. Và em nhắc lại một lần nữa là xe bên tất cả những xe bên em, khi đã về đến Toyota Tân Cảng, bên em sẽ kiểm tra 176 hạng mục, test đâm đụng ngập nước để đảm bảo khi mà quý vị, để đảm bảo uy tín và chất lượng, và khi quý vị vừa mua và lựa chọn xe bên Tân Cảng là có thể là hoàn toàn yên tâm và tin tưởng nhé, không có gì phải lăn tăn nữa. Đó. Thì xe 2019 thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn vay ngân hàng. Thời gian vay của nó sẽ tối đa tới 4 năm nha quý vị. Đó, keo chỉ này rất là đẹp luôn nhá. Phải nói là cái xe là một cái mẫu xe rất là đẹp, rất là liền mạch nha quý vị. Chất xe thì khỏi bàn. Đó, và được Toyota Tân Cảng bên em cam kết nữa. Và sẽ tất cả bên em những từ cam kết bên em sẽ không phải là cam kết bằng miệng, nhưng quý vị sẽ có văn bản trực tiếp cho quý vị luôn. Sẽ có giấy tờ và biên bản gọi là kiểm tra 176 hạng mục này, cũng như là về chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước. Đó, những cái điểm đặc biệt của Toyota Tân Cảng bên em sẽ vượt trội so với các gara bên ngoài là về phần chất lượng. Rồi bây giờ em sẽ cùng mời quý vị bạn vào xem phần khoang động cơ nhé. Rồi, sẽ mở động cơ cho quý vị coi. Đây thưa quý vị, khoang động cơ thì hoàn toàn là như mới luôn. Và cái xe này thì bên em đã test rất là kỹ về phần máy móc rồi, đảm bảo là nguyên zin từng con ốc nhá, từng đường dây điện, cực kỳ đẹp, cực kỳ nét. Và khi áp dụng gói Marukuri thì quý vị thấy này, sạch bong, sáng bóng như là một cái xe mới. Và giờ là quay lại cái phần quay về xung soi mói về xe, thì đây quý vị thấy là phần những con ốc kết nối giữa thân xe và lắp cabo còn nguyên zin, chưa hề tháo. Đó là cái điểm cộng rất là lớn cho chiếc xe Innova Venturer này. Thực tế với mức giá 710 triệu để sở hữu một chiếc xe Innova 2019 màu đỏ và đẹp như vậy, full option, thì là một lựa chọn rất là phù hợp cho quý anh chị gia đình mua xe để sử dụng trong năm 2020 với màu đỏ này. Đó, cực kỳ đẹp nha quý vị. Rồi thì em Cường cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo của em nhé. Một lần nữa em Cường xin kính chúc sức khỏe, kính chúc tất cả khách hàng của em một năm mới an khang thịnh vượng. Xem video thì đừng quên bấm một like, một đăng ký và ủng hộ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.